Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ năm ngày mùng 1 tháng 4 năm 2021 Và theo âm lịch Hôm nay là ngày 20 tháng 2 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Kỵ Mão, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỷ giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc bảo quang giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc ngọc đường giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc câu trận giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh thành đầu thổ ngày kỵ mão tức chi khắc can nghĩa là mộc khắc với thổ và ngày hôm nay là ngày hùng. Về nạp âm thành đầu thổ kỵ tuổi quý dậu ất dậu ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi đinh mùi quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ ngày mão lục hợp với tuất tam hợp với mùi và hợi thành mộc cục xung với dậu hình tý hải thìn phá ngọ và tuyệt thân vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi tân dậu ất dậu tuổi xung trong tháng tuổi quý dậu kỷ dậu ất xỉu, ất mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức hợp, tốt mọi việc, kỵ về tố tụng, sao phúc sinh, tốt mọi việc, sao quan nhật, tốt mọi việc, sao minh đường hoàng đạo, tốt mọi việc, sao thiên ân, tốt mọi việc, sao thiên thủy, tốt mọi việc, và sao nhân chuyên, đại cát tốt mọi việc, có thể giải được sao 6 trừ sao kim thần thất sát. Sao 6 trong ngày gồm có sao thiên ngục, 6 mọi việc, sao thiên hỏa, 6 về lập nhà, sao thổ phủ, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao thần cách, kỵ về tế tự, sao nguyệt kín chuyện sát, kỵ về khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần hướng chính nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày mùng 1 tháng 4 năm 2021 như sau. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày mùng 1 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý, xem tử, tử vi cho thấy với bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọa mạo dậu làm cho bạn đang có điểm báo có thể vướng phải những rắc rối về chuyện tình cảm. Với bạn tuổi Tý, gia đình đang có sự lục đục, vợ chồng thiếu đi sự tin tưởng lẫn nhau, thay vào đó dễ bị lời người ngoài làm ảnh hưởng khiến cho mâu thuẫn bùng nổ lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Tý là đừng có để cho những phút nóng giận, mất khôn mà làm rạn nứt về tình cảm gia đình, khiến cho bạn đời, cả con cái phải chịu tổn thương. Có những lời nói dù không hiểu tình nhưng lại có thể trở thành những thứ vũ khí gây ra vết thương nặng nề mà bạn không thể nào tưởng tượng được. Và ngày thứ năm này với bạn tuổi tí, dù vận trình tình cảm của bạn rối riêng nhưng bạn mệnh không vì thế mà bỏ bê công việc. Ngày hôm nay đang có được thiên ấn trợ lực cho nên với bạn tuổi tí vẫn đang bền bị theo đuổi mục tiêu thăng tín của bản thân. Tương lai thế nào không ai đoán trước được nhưng trước mắt với bạn dám làm dám chịu thì vẫn có cơ hội đón nhận những kết quả khả quan hơn là chỉ nói miệng mà thôi về từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim gia đạo bất ổn vợ chồng có sự mâu thuẫn từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy thiếu đi sự tin tưởng với bạn đời dễ bị lời người ngoài xỉa vào từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa ăn nói thiếu suy nghĩ lúc nóng giận gây tổn thương sâu sắc cho nửa kia từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ tập trung phấn đấu cho sự nghiệp từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc bền bị theo đuổi mục tiêu vì tương lai thăng tín. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi tỵ, tuổi thân. Từ vi tuổi Sửu thứ năm ngày mùng 1 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh mang tới cho bạn có được những tin vui về con đường tài lộc. Bạn tuổi Sửu Luôn chăm chỉ, không chịu được nhàn rỗi, cho nên chỉ bằng nghề tay trái mà thôi, bạn có thể được tăng thu nhập của mình lên khá tốt. Và ngày này với bạn tuổi Sửu cũng đang có được tin vui đối với những bạn kinh doanh buôn bán, bạn sẽ gặp được thời cơ cho nên bạn mệnh có thể nghĩ tới việc mở rộng quy mô kinh doanh hiện tại để thu hút thêm khách hàng, tăng thêm thu nhập cho mình. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khác với Mộc. Cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm của bạn lại không được như ý với bạn đang có nhỏ nỗi yêu phiền ở trong lòng. Tình duyên đã hết thì đừng có cố níu kéo nữa, bạn hãy để cho quá khứ ngủ in, sống với hiện tại và hướng tới tương lai. Bạn đâu thể biết được có điều gì tốt đẹp đang chờ bạn ở phía trước về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim tài lộc gặp được nhiều tin vui thu nhập được cải thiện tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy ngày tay trái đem lại cho bạn có được khoản thu nhập đáng kể tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán gặp thời buôn may bán đắt tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ tình cảm có nhiều nỗi ưu tư từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc để quá khứ ngủ in hướng tới hiện tại và tương lai và đánh giá của bà tuổi sửu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 8 giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cá tường màu vàng màu xám quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ năm ngày mùng 1 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dần xem tử vi cho thấy về công việc của bạn tuổi dần trong thời điểm này đang tiến triển khá chi là thuận lợi nhờ bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội phù trợ các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi dần cũng đang có được sự hài hòa, càng tăng thêm cơ hội ký kết hợp đồng thành công cho bạn nữa. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dần, lại đang gặp ngày có kiếp tài, chiếu mệnh, làm cho bạn đang có điểm báo, có họa về tranh đấu. Bạn mệnh là người có năng lực, nhưng xung quanh bạn cũng có rất nhiều người tài giỏi, xung đột về lợi ích có thể xảy ra khi chẳng ai muốn nhận phần thua thiệt về mình điều tối kỵ trong tập thể là mất đi sự đoàn kết đấu tranh nội bộ tính kết nối và đồng lòng sẽ tăng cao hiệu suất công việc mọi người góp chút công sức thì ai cũng sẽ được hưởng lợi bởi thế với bạn tuổi dần đừng có ngần ngại làm người tin phong trong việc gắn kết mọi người với nhau về từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy công việc tín nhiệm thuận lợi khó khăn nào rồi cũng vượt qua. Từ vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, quan hệ xã giao hài hòa, giúp tăng cơ hội ký kết hợp đồng. Từ vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, có điểm báo họa tranh đấu trong tập thể. Từ vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc, xung đột về lợi ích có thể xảy ra khi chẳng ai muốn nhận phần thua thiệt về mình. Từ vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim, cố gắng gắn kết mọi người trong tập thể tăng tính đoàn kết. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phụ trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ năm ngày mùng 1 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Mão xem tử vi cho thấy với bà tuổi Mão đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là cần phải bình tĩnh để lắng nghe những lời góp ý của mọi người thay vì cứ suy nghĩ bốc đồng thích gì là làm nấy sự nghiệp khó phát triển cũng có thể vì tính này của bạn với bạn tuổi mão, bạn là người có cá tính mạnh mẽ nhưng lại khá chi là ngang bướng. Đừng có vội vàng phụ quyết những ý kiến của những người khác khi thấy chúng bất đồng quan điểm với bản thân. Biết đâu góc nhìn của người khác lại sáng sút hơn bạn thì sao? Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có mộc khí vượng cái điều này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn, nhất là đối với những ai đang có tiền sử về bệnh gần cốt. Thời tiết thay đổi khiến cho tứ chi của bạn đau nhức, gây ra những chứng như là mất ngủ, thần kinh suy nhược, đau đầu nữa. Về từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy cần phải bình tĩnh lắng nghe lời góp ý của mọi người. Từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa tính bốc đồng cản trở sự phát triển của bạn. Tử vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ, cá tính mạnh nhưng ngang bướng, thích gì là làm nấy. Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc, đừng có vội vàng phủ quyết những ý kiến trái chiều. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, sức khỏe bất ổn, gây mất ngủ, suy ngược, suy nhược về thần kinh. Về đánh giá của bà tuổi mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ năm ngày mùng 1 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi thìn á, xem tử vi cho thấy với bà tuổi thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành mạo thìn tương hại khiến cho bạn tuổi thìn phải đối diện với nhiều chuyện đau đầu trong ngày hôm nay mọi chuyện không đi theo quỹ đạo vốn quốc của, của nó cho nên với bà tuổi thìn phải loay hoay tìm cách để khắc phục những khó khăn mà bạn đang gặp phải Đặc biệt là khi với bạn đưa ra một quyết định nào đó, bạn có thể không nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí là bị phản đối một cách mạnh mẽ. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi thìn, bạn hãy tìm ra nguyên nhân của vấn đề thay vì tỏa ra bất mãn với những hành động thiếu suy nghĩ khiến cho các mối quan hệ trở nên một phần một ngày càng căng thẳng hơn bù lại trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thìn lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh đảm bảo cho bạn đang có được nguồn thu nhập ổn định tài chính được vững vàng giúp cho bạn thoải mái trong việc chi tiêu nhưng bạn cũng cần phải học cách tiết kiệm cho mình về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa phải đối mặt với nhiều chuyện đau đầu. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ loay hoay tìm cách khắc phục những việc đi tranh quỹ đạo. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc có thể bị mọi người phản đối khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim nên tìm ra nguyên nhân của vấn đề thay vì hành động thiếu suy nghĩ. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy tài chính được ổn định nên để dành một khoản tiết kiệm. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. tử vi tuổi tỵ thứ năm ngày mùng 1 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi tỵ xem tử vi cho thấy với bà tuổi tỵ đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh làm cho bạn đang có điểm báo có kẻ tiểu nhân quấy phá tranh đoạt về quyền thế khiến cho sự nghiệp của bạn bị ảnh hưởng dù không có chủ đích tham gia nhưng bạn lại thiếu đi sự tỉnh táo cần có cho nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo vào. Và với bạn tuổi tỵ khó khăn dồn dập khiến cho bạn mệnh cảm thấy bế tắc và bất lực với chính mình. Nhiều lúc bạn đã nghĩ tới chuyện buông xuôi mọi việc, xong việc gì cũng có cách để giải quyết. Thuyền đến đầu cầu thì tự nhiên sẽ thẳng, với bạn đừng có bộ cuộc một cách dễ dàng như vậy bù lại trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tỵ ngũ hành tương sinh sẽ mang tới cho bạn tuổi tỵ có được người bạn đời luôn có sự cảm thông và chia sẻ cho mọi gian nan khổ cực mà bạn đang gặp phải với những thời khắc sóng gió đều có người ấy ở bên khiến cho bạn rất biết ơn và thấy may mắn vì đã gặp được đối phương trong cuộc đời này về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, tiểu nhân quấy phá gây tranh quyền đoạt thế tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ sự nghiệp bị ảnh hưởng vì tranh đấu tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc thiếu đi sự tỉnh táo nên dễ bị kẻ xấu lôi kéo tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim khó khăn bế tắc khiến cho bạn muốn bỏ cuộc tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy bạn đời có được sự thấu hiểu và chia sẻ mọi gian nan Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Ngọ, thứ năm ngày mùng 1 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Ngọ xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương phá, có thể đây là nguyên nhân gây xích mích trong mối quan hệ của bạn với nửa kia ngày hôm nay. Bạn tuổi Ngọ bạn không kiểm soát được cảm xúc cho nên dễ nói ra những lời khiến cho đối phương tổn thương với bà túi ngọ khi tỉnh lại bạn mới thấy hối hận về những gì mình đã gây ra thì đã muộn mất rồi tình cảm hai bạn đứng trên bờ vực tan vỡ cũng vì vậy bạn hãy coi đây là một bài học đắt giá để sau này không phạm phải sai lầm tương tự như vậy nữa Trái ngược với chuyện tình cảm thì với bà tuổi ngọ trong ngày thứ năm này lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh làm cho vận trình tài lộc của bạn có thể được thăng tín đáng kể. Đây là thời điểm thích hợp để tính đến những kế hoạch kinh doanh mà bạn đã ấp ủ bấy lâu. Bạn hãy thử mang ra thực hiện nó đi thôi. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, đôi lứa mâu thuẫn, quan hệ có sự xích mích, tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, gây tổn thương nhau vì không kiểm soát được cảm xúc, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, tình cảm đứng trên bờ vực tan vỡ, tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, vận trình tài lộc có cơ hội thăng tín đáng kể, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, thời điểm thích hợp để thực hiện những kế hoạch mà bạn đã ấp ủ bấy lâu về kinh doanh. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày mùng 1 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mùi xem tử vi cho thấy với bạn tuổi mùi đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp hợi Mạo mùi phù trợ làm cho bạn đang có được vận quý nhân giúp đỡ làm việc gì cũng được thuận lợi trong ngày hôm nay con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi mùi không có vấn đề gì khiến cho bạn cảm thấy lo lắng bất an bạn thấy hoàn toàn tự tin với năng lực và khả năng của mình nữa việc tự tin đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn và hoàn thành nó một cách xuất sắc sẽ là bệ phóng tốt để cho bạn tạo được ấn tượng tốt với cấp trên cũng như là nhận được sự ghi nhận của mọi người vì vậy với bạn túi mùi cần phải cố gắng để phát huy bản thân mình ở mức tốt nhất bên cạnh đó vận trình ngày thứ năm này với bạn túi mùi cũng đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh làm cho bạn cũng đang có được nguồn tài lộc khá dồi dào vào thời điểm này không lo thiếu tiền tiêu với những bạn làm công an lương ngoài giờ hành chính vẫn chăm chỉ mệt mài với nghề tay trái thu nhập tăng lên cũng từ đó mà có được về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim quý nhân nâng đỡ mọi việc được suôn sẻ tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy con đường công danh sự nghiệp thuận lợi không có gì phải bận tâm. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, tử tiên thể hiện năng lực cá nhân, nhận được sự ghi nhận của mọi người. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, tài lộc được dồi dào, không lo thiếu tiền tiêu. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, thu nhập tăng lên nhờ nghề tay trái của mình. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày mùng 1 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thân, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi thân đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh khiến cho bạn tuổi thân trở nên cương nghị, làm việc chắc chắn hơn vì bạn luôn muốn tránh những sai lầm không đáng có. Và ngày hôm nay với bạn tuổi thân còn nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ từ phía đồng nghiệp và cấp trên trong công việc của mình nữa. Bạn mệnh tuổi thân dần nâng cao được năng lực và có thêm kinh nghiệm sau nhiều lần va vấp trưởng thành hơn trong cuộc sống Công việc đã giao vào bàn tay của bạn đảm nhận thì được hoàn thành chất lượng cũng được đảm bảo ở mức tốt nhất có thể nhờ vậy mà với bạn tuổi Thân sẽ được lãnh đạo đánh giá cao bởi tinh thần trách nhiệm cao. Tuy nhiên vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn. Bạn và nửa kia có thể xảy ra sự tranh cãi trong ngày hôm nay khi hai người ở bên nhau, dù là ngắn hay là dài, cũng khó tránh được đôi lúc có một vài quan điểm không phù hợp với nhau. Vì vậy, với bạn tử thân, nhớ là không nên nội nóng chỉ khiến cho mâu thuẫn càng lớn hơn mà thôi. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, làm việc cẩn thận, tránh được những sai lầm không đáng có từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa được cấp trên và đồng nghiệp trợ giúp tận tình từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ tự trao dồi được kinh nghiệm quý giá sau những lần va vấp từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nhận được sự tin tưởng của mọi người nhờ tinh thần trách nhiệm cao từ vi tuổi nham thân thuộc mệnh kim tranh cãi với nửa kia do hiểu lầm xảy ra Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu, Từ vi tuổi Dậu thứ năm ngày mùng 1 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu xem tử, tử vi cho thấy bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọ mạo Dậu cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu rất buồn khi chuyện tình cảm của mình chẳng đi đến đâu dù bạn đã rất cố gắng để chạm tay tới trái tim của người ấy, nhưng đổi lại chỉ là sự dựng dưng và lạnh nhạt của đối phương mà thôi lại thêm trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này cũng khiến cho công việc của bạn đang nảy sinh nhiều vấn đề rắc rối có lẽ tiểu nhân đang bày trò để phá hoại công việc của bạn nhằm tranh công đoạt lợi của bạn lòng đề phòng là rất cần thiết với bạn lúc này bạn tuổi Dậu nhé và trong ngày này đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Ngày hôm nay với bạn tuổi giàu cũng không thuận lợi để cho bạn thực hiện những công việc trọng đại hay là xuất hành đi xa. Nếu như có công việc khẩn cấp thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng chính nam để xuất hành trong ngày hôm nay. Về từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, chuyện tình cảm vô vọng, gây nhiều nỗi yêu phiền. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, tình cảm trao đi nhưng không được hồi đáp. Từ vi tuổi kỵ dậu thuộc mệnh thổ, công việc có nhiều rắc rối vì gặp họa tiểu nhân. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, có kẻ ganh ghét ngồi không nhưng tìm cách để tranh công đoạt lợi với bạn tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim luôn có sự đề phòng cần thiết để không bị kẻ xấu hãm hại về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 6 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu bạc màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi sửu tuổi thìn từ vi tuổi tuất thứ năm ngày mùng 1 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tốt á xem tử vi cho thấy bạn tuổi tốt đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành mạo tuất nhị hợp nâng đỡ cho bạn trong công việc làm ăn kinh doanh buôn bán ngày hôm nay với nhiều khả năng với bạn tuổi tuất sẽ tìm được mối đầu tư có giá trị. Bạn hãy nhanh tay nắm bắt lấy cơ hội này, đừng có để cho bản thân phải nối tiếc về sau này. Công việc của bạn tuổi tuất đang tiến triển vô cùng là thuận lợi, cho nên cái việc kinh doanh, buôn bán đắt hàng, thu về lợi nhuận cao, nhất là khi bạn đang có được chính tài trợ mệnh như ngày hôm nay. Trong lúc tiền bạc được rụng rịnh như thế này, chi bằng với bạn tuổi tuất hãy mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh buôn bán tuy nhiên có mạo hiểm một chút nhưng liều thì ăn nhiều do dự lượng lự quá đôi khi lại bỏ lất mất thời cơ tới với mình ngày này với bạn tuổi tuất lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc bản mệnh có thể sẽ bị kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ về tình cảm mà mình không hề hay biết tới khi nhận ra thì đã muộn mất rồi. Vì vậy với bạn tử tốt cần phải biết trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, đừng có để cho người ngoài có cơ hội phá hoại mối quan hệ của hai bạn. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, làm ăn thuận lợi, tìm được mối đầu tư có giá trị. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, buôn bán đắt hàng, thu về lợi nhuận cao, từ vi tuổi màu tốt thuộc mệnh mộc nên mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô kinh doanh buôn bán, từ vi tuổi canh tốt thuộc mệnh kim, chớ nên lượng lự quá lâu, kéo lại mất đi cơ hội, từ vi tuổi nham tốt thuộc mệnh thủy, có kẻ thứ ba tìm cách chiên chân vào mối quan hệ tình cảm của bạn. Về đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. từ vi tuổi hợi thứ năm ngày mùng 1 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi hợi xem tử vi cho thấy với bà tuổi hợi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp phù trợ. Cho nên, cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay rất chi là suôn sẻ hơn hẳn những ngày trước đó. Đôi lứa tâm đầu ý hợp, mọi chuyện trong nhà đều được bàn bạc cặn kẽ cho nên bạn nhận được những lời khiên ngợi từ những người ngoài. Thời điểm này, khối lượng công việc mà bạn mạnh tuổi hợi phải đảm nhận là không hề ít, áp lực là điều khó có thể tránh khỏi với bạn. Nhưng may mắn là trong ngày hôm nay, bạn đang gặp được ngày của chính ấn sôi đường chỉ lối cho bạn, cho nên vẫn giữ được sự bình tĩnh, tự tin, nhìn ra được những cơ hội tiềm tàng mà người khác không thấy được, từ đó gặt hái được thành công với mình. Ngũ hành tương sinh cũng giúp cho bà tuổi Hợi trong ngày hôm nay về tình hình tài chính được ổn định, thu chi có sự hài hòa, không còn cảm thấy quá áp lực về phương diện tài chính nữa. Để cải thiện thu nhập, với bà tuổi Hợi nên tìm hiểu một số hạng mục đầu tư, kinh doanh yêu thích, sau đó có thể tiến hành khi đã tìm hiểu kỹ càng mọi thứ. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, đôi lứa tâm đầu ý hợp vợ chồng đồng lòng đồng sức, tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, áp lực vì công việc nặng nề nhưng không đánh mất đi sự bình tĩnh, tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, luôn giữ được sự tự tin cần có, tìm ra lối đi trong lúc khó khăn, tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, nhìn ra được những cơ hội tiềm tàng mà người khác không thấy được, tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, tài chính ổn định, có thể tìm kiếm một vài hạng mục về đầu tư để kinh doanh mà mình yêu thích, cải thiện thu nhập cho mình. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.